Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ là thực hiện một món nước, đó là mình sẽ làm món nước gạo lứt và sẽ kết hợp với gừng và sả. Nước gạo lứt thì rất tốt cho sức khỏe. Ở những video trước mình có chia sẻ một video mà mình làm nước gạo lứt, nhưng hôm nay thì mình sẽ làm để kết hợp với gừng và sả. Rất nhiều công dụng của gạo lứt thì đã được chứng minh. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về công dụng của gạo lứt nhé. Còn hôm nay thì với món nước gạo lứt và kết hợp với gừng sả này thì mình giới thiệu cho một số chị em mà có mục đích là mình muốn giảm cân, hoặc là một số bác lớn tuổi mà mình hay bị trở trời, hay bị đau nhức, hoặc là gặp một số vấn đề về hô hấp, thì mình có thể dùng nước này, dùng ấm để mình làm ấm cơ thể nhé. Hôm nay gạo lứt này thì mình đã vo, mình vo sạch. Bây giờ thì gừng mình sẽ thái lát. Mình dùng khoảng 2 đốt ngón tay gừng, khoảng 3 nhánh sả, 3-4 nhánh sả tùy thuộc vào gạo. Ở đây là mình dùng 150g gạo nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt khúc, đập dập và cắt khúc sả. Gừng thì mình sẽ thái lát nhé. Sau khi mình đã thái gừng và đập dập sả, mình cắt khúc xong thì mình sẽ mang gạo đi rang nhé. Mình sẽ cho gạo của mình đã vo sạch cái chấu và mình để ráo. Mình sẽ cho gạo vào mình rang. Mình sẽ rang cho tới khi mà gạo nó nổ tanh tách và nó có mùi thơm nhé. Khi gạo của mình mà mình nghe có mình rang gạo nó đã nổ lên đây này, nó đã nổ một số hạt lên và nó nghe có mùi thơm, thì mình sẽ cho cái phần sả và phần gừng của mình vào, mình rang cùng, mình đảo để đều để cho cái sả và gừng của mình nó ra cái mùi thơm để nó nói lên gạo, nó quyện vào cái gạo của mình. Lỏng một chút thì mình sẽ đun sôi, mình sẽ cho vào nồi khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi nước nhé, 1 lít rưỡi đến 2 lít, nhưng mà đây là mình cho 1 lít rưỡi.
đun cho sôi, mình sẽ cho phần gạo và gừng sả của mình vào. Sau khi nước đã sôi thì mình sẽ cho phần gạo và của mình vào. Đối với món nước này thì mình chỉ đun sôi khoảng chừng 5 phút và mình sẽ tắt bếp đi nhé. Tại vì nếu mà mình đun lâu quá thì cái nước của mình nó sẽ bị keo, cái gạo nó ra y như kiểu là mình nấu nước cháo, nó không còn cái gạo, nó còn không còn ra cái nước như trà nữa, mà cái nước của nó sẽ bị keo, nó sẽ không ngon. Mình sẽ hớt cái bọt này ra. Đơn giản. Mùi rất là thơm, có gừng và có sả vào. Mùi rất là đặc trưng. Không được đỏ lắm vì này gạo này chỉ là gạo lứt thôi, và màu như này là rất là đẹp rồi. Đây mình sẽ múc ra một ly đáp nữa thì mình sẽ dùng cái dây mình lọc qua, mình lấy phần nước thôi, hoặc là kể cả mình lấy cái nắp nồi á, mình đậy lại rồi mình chắc nước qua. Bây giờ đang mùa mưa mà dùng cái món nước này thì rất tốt cho sức khỏe. Thì cả mấy chị em muốn giảm cân thì cũng có thể tìm hiểu về cái phương pháp tạo lớp này nhé. Đây, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món nước gạo lứt nấu với gừng và sả. Cái mùi của gừng và sả rất là thơm. Một ly nước rất là tuyệt vời, tốt cho sức khỏe. Hy vọng là sẽ giúp cho các cô anh chị và cô chú có được một sức khỏe rất là tốt. Mình có thể dùng nước này để mình uống khoảng một tuần, khoảng mình nấu khoảng 3 lần mình uống thay nước nhé, để thứ nhất là nó thanh lọc gan, nó để tốc cơ thể rất là tốt, và thứ hai là nó giúp cho mình tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái sức đề kháng của mình trong mùa mưa nhé. Các chị em giảm cân cũng có thể tham khảo về cái phương pháp gạo lứt này. Video thực hiện món nước gạo lứt của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.